lời pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trăm luân đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà, đem soi sáng, soi sáng, soi sáng. Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tôi. Đừng nắm sai nhanh lời chỉ để ưu phiền vào cuộc đời thôi, người ơi. Người từ từ khiếp vô thi, đắm sai trận duyên buộc ràng, lầm tướng sang giàu là chân hạnh phúc. Hãy xa lánh khổ đau, quyết tâm quay về tìm phương giải thoát, giải thoát, giải thoát. Ôi, tình pháp duyên bằng là duyên, kể kinh chuyên cần của chúng tôi. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sanh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mãi sau. Nam mô Nam mô con mê còn chấp sai trong luân hồi, tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi, sao không lo tu đèn tâm liên chi. Ngày nào về thăm quê cô ở phương trời Tây, đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc. Có chim hót liêu lo, liêu lo nghe bao lời ca vương ta, vương pháp vương ta. Tôi tình pháp duyên tăng là duyên, kể kinh duyên cần của chúng tôi. Đừng nắm sai nhanh lời chỉ nhân ô phiền vào cuộc đời thôi. Mùi đời còn bao cay đắng, đắm say mà chi ta cùng về chốn liên đài từ bi bác ái. Có chim hót liêu lo nghe bao lời ca vương ta, vương pháp vương ta. Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tôi. Đừng nắm say nhanh lời chỉ để ưu phiền vào cuộc đời thôi. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sanh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mãi sau. Nam mô Nam mô con mê còn chấp sai trong luân hồi, tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi, sao không lo tu đèn tâm liên chi. Ngày nào về thăm quê cô ở phương trời Tây, đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc. Có chim hót liêu lo nghe bao lời ca vương ta, vương ta, vương ta. Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kể kinh chuyên cần của chúng tôi. Tình pháp duyên tăng là duyên, kể kinh chuyên cần của chúng tôi. Đừng sai lời vào cuộc đời. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, các mạnh thường quân cùng toàn thể bà con thân mến, phường 7 được xác định là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố Vị Thanh. Hàng năm đảng bộ, chính quyền đã đề ra những chủ trương, nghị quyết Mặt trận Tổ quốc ra lời kêu gọi tranh thủ vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và nhân dân đóng góp tiền vật tư ngày công để xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn phường. Từ đó, cơ sở hạ tầng giao thông của phường từng bước đã cơ bản hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Nhiều năm liền giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng bộ đề ra. Tuy nhiên, do sử dụng nhiều năm, các công trình cầu đường nông thôn bị hư hỏng xuống cấp, cần phải được đầu tư sửa chữa làm mới,
Xuất phát từ tình hình trên, ngay từ đầu năm 2018, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã đề ra chương trình kế hoạch Mặt trận Tổ quốc ra lời kêu gọi vận động doanh nghiệp, các mạnh thường quân và nhân dân đóng góp tiền, vật tư để sửa chữa, xây dựng và xây dựng mới các công trình bị hư hỏng xuống cấp, trong đó có cầu 1 tháng 10. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường vận động Thượng tọa Thích Thiện Kim, trụ trì chùa Linh Phước, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang hỗ trợ 150 triệu đồng để cho phường xây dựng lại cầu 1 tháng 10 khu vực 2 phường 7. Qua hơn 45 ngày khởi công và cực lực xây dựng, đến nay cầu 1 tháng 10 cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh, hôm nay Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường long trọng tổ chức lễ khánh thành cầu 1 tháng 10 khu vực 2 phường 7. Đó là lý do buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, đến dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu lãnh đạo cấp tỉnh, xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Hữu Kế, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, và các vị trong đoàn cùng đi. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Khánh Tòng, trưởng ban tôn giáo tỉnh Hậu Giang. Về lãnh đạo thành phố, xin trân trọng giới thiệu ông Võ Minh Tâm, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy thành phố Vị Thanh. Ông Nguyễn Việt Dũng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vị Thanh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, và các ông bà cùng đi. Về phía mạnh thường quân, xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Thông Hạnh, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Thượng tọa Thích Thiện Kim, trụ trì chùa Linh Phước, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, và các vị trong đoàn cùng đi. Về lãnh đạo cấp phường, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh Hùng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bí thư Đảng ủy phường. Bà Lê Thị Ngọc Giang, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân phường. Ông Trần Thanh Mộng, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Cùng các ông bà đại diện các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng khu vực, đơn vị thi công, đặc biệt là có mặt trên 50 bà con khu vực 2 cùng về dự buổi lễ hôm nay, một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng mạnh thường quân và toàn thể bà con thân mến, đi vào phần nội dung chương trình buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Thanh Mộng, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường lên báo cáo kết quả vận động và quá trình xây dựng cầu 1 tháng 10. Xin kính mời ông. Kính thưa đồng chí Huỳnh Hữu Kế, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Kính thưa đồng chí Võ Minh Tâm, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy. Kính thưa Thượng tọa Thích Thiện Kim. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân. Trên địa bàn phường 7 thành phố Vị Thanh, dân cư sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, điều kiện sống còn nhiều khó khăn, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là khu vực 2 có nhiều tiếng kinh nhỏ hẹp nên việc lưu thông bằng đường bộ khá phổ biến. Do có cầu đấu nối qua các tiếng kinh là điều kiện rất cần thiết. Trong các năm qua, Đảng ủy, Ủy ban cùng tranh thủ nhiều nguồn lực từ các cấp, kết hợp với việc vận động xã hội hóa xây dựng các cầu nông thôn, bê tông hóa, giảm giá các trục đường xuống cấp để phục vụ, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn chế nên vận động xã hội hóa giảm giá lại các tuyến đường bị xuống cấp nhằm đảm bảo đi lại cho bà con được thuận tiện. Bên cạnh đó, hệ thống cầu hiện tại chỉ đáp ứng được cơ bản nhu cầu đi lại của người dân, nhất là các cái cầu chỉ xây dựng đủ đáp ứng nhu cầu lưu thông bằng xe máy. Đặc biệt đối với đường kinh Cái Sình, cầu 1 tháng 10 đã được đầu tư xây dựng cách đây 12 năm, đã xuống cấp, đi lại của bà con không đảm bảo an toàn. Đây là nhu cầu bức xúc và nỗi trăn trở mà nhiều năm qua chính quyền và nhân dân phường 7 cố gắng vận động các mạnh thường quân nhưng chưa thực hiện nâng cấp xây dựng mới. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân, vừa qua được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Trần Khánh Tòng đã giới thiệu Thượng tọa Tích Thiện Kim,
chủ trì chùa Linh Phước, huyện Phụng Hiệp đến gặp gỡ và trao đổi với địa phương, hiểu và đồng cảm chia sẻ với nỗi băn khoăn, lo lắng của đảng ủy, ủy ban nhân phường về nhu cầu cần xây dựng mới lại cái cầu có quy mô, chất lượng tương đối để đảm bảo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa cho bà con và các em học sinh đi lại dễ dàng hơn. Từ đó nên Thượng tọa Thích Thiện Kim tài trợ 150 triệu đồng xây dựng cái cầu 1 tháng 10 bắc qua kinh Cái Sình theo thiết kế là 350 triệu. Được thiết kế bằng bê tông cốt thép có chiều dài 22 m, chiều rộng 2,5 m, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của bà con đi lại được thuận tiện. Kính thưa quý vị đại biểu, cầu 1 tháng 10 được khởi công xây dựng thời gian 45 ngày, được nhà tài trợ giao cho ông Lê Văn Sáu giám sát chỉ đạo nhân công thực hiện thi công xây dựng đến ngày 25 tháng 7, 2018 là hoàn thành. Sự phối hợp cũng như hết sức tạo điều kiện của các cấp, các ngành, nỗ lực hết mình của đơn vị thi công và sự đồng thuận cao của bà con nhân dân trên địa bàn. Đến nay công trình cầu 1 tháng 10 đã hoàn thành tiến độ đề ra. Cầu 1 tháng 10 hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân trên địa bàn phường mà còn nâng chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn tại địa phương. Chúng tôi cũng rất mong trong thời gian tới Thượng tọa Thích Thiện Kim sẽ tiếp tục tài trợ xây dựng thêm một số công trình để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân trên địa bàn được tốt hơn. Cho phép tôi xin thay mặt đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường xin trân trọng cảm ơn Thượng tọa Thích Thiện Kim đã quan tâm cùng chia sẻ với phường những khó khăn và bức xúc của người dân. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và đồng chí Trần Khánh Đồng quan tâm mời gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho phường xây dựng các công trình giao thông nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại của bà con nhân dân trong và ngoài phường. Cuối cùng, xin chúc quý lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con dự lễ khánh thành cầu 1 tháng 10 được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn ông Trần Thanh Mộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã báo cáo lại kết quả xây dựng cầu 1 tháng 10. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, đơn vị tài trợ và bà con nhân dân thân mến. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang lên phát biểu ý kiến nhân buổi lễ hôm nay. Xin kính mời thầy. Kính thưa quý vị khách quý, lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh, thành phố, địa phương sở tại. Kính thưa Thượng tọa Thích Thiện Kim, Ủy viên ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang và trụ trì chùa Linh Phước cùng tất cả tăng ni Phật tử, hai bà con trong đoàn đến dự hôm nay và bà con cỡ 50 Phật địa phương đến dự hôm nay. Lời nói đầu tiên của tôi là đại diện cho ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang là tán thán cái thiện làm của Thượng tọa rất là cao. Thầy rồi Thượng tọa đã thực hành đúng theo cái chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 8. Thì tất cả các vị trụ trì thành viên của giáo hội kết hợp cùng với các cấp chính quyền mặt trận tổ quốc để cùng với chính quyền ủng hộ tinh thần xây dựng nông thôn mới để cho đất nước Việt Nam chúng ta nói chung và Hậu Giang năm 2020 lên tinh thần rất là cao cùng các cấp. Thì Thượng tọa Thiện Kim đã thực hành năm 2017 cuối năm, Thượng tọa đã ủng hộ cho phường 7 chúng ta một cây cầu khánh thành vừa qua. Và hôm nay thì giữa năm 2018, Thượng tọa đã cũng phối hợp cùng với chú Tòng, đại diện tôn giáo tỉnh tại địa phương phường 7 này cũng ủng hộ cây cầu hôm nay vừa khánh thành. Và cái nguồn khánh thành cầu này thì chúng tôi được biết thì Thượng tọa đã vận động cho Phật tử bên Úc. Thì chúng tôi cũng đại diện cho đại Phật giáo tỉnh Hậu Giang xin gửi lời cảm ơn quý vị Phật tử bên Úc đã có tấm lòng quan tâm về Việt Nam, nhất là Thượng tọa Thiện Kim để thực hành được hai cây cầu. Chúng tôi xin đại diện cho Phật giáo Việt Nam cảm ơn quý vị, chúc tất cả quý vị bên Úc thì được mừng ngang phát lạc mạnh dội. Và xin tán thán Thượng tọa Thiện Kim đã thực hành những điều tốt đẹp này, đúng là thành viên của giáo hội tỉnh Hậu Giang chúng ta. Thì trong khánh thành này không phải khánh thành xong và có kèm theo là 50 phần quà. Khánh thành cầu trước cũng vậy, khánh thành lần này cũng vậy, 50 phần quà. Thứ nhất là mình hưởng chung cái niềm vui của địa phương.
thứ hai là cho bà con địa phương là hưởng chung một cái phước báo của thượng tọa đã ủng hộ cái năm phần quà cho bà con mình hưởng. Mặc dù phần quà không bao nhiêu nhưng mà quý vị nhận phần quà này để hưởng ứng chung cái tinh thần khánh thành cái cầu, mừng cái cầu được thành tựu cho địa phương phường 7 chúng ta khởi sắc đổi mới, cho nông thôn mình phát triển lên. Thì trước khi dứt lời, chúng tôi cũng xin kính chúc tất vị, tất cả quý vị, các cấp chính quyền, mặc dầu trời mưa tầm tã nhưng mà chúng ta vẫn tiến hành theo kế hoạch của mình thành tựu viên mãn. Thì kính chúc tất cả các cấp chính quyền được sức khỏe dồi dào, đồng hành cùng với bà con địa phương xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hậu Giang chúng ta tốt đẹp hơn. Kính chúc thượng tọa Thích Thị Kim thì chúng ta hãy phát huy thêm nữa theo cái lời kêu gọi của quý vị đảng ủy của phường 7, chúng ta còn làm nhiều hơn nữa chứ không phải không. Nhưng mà phường 7 chúng ta hưởng được hai cầu rồi, bây giờ chúng ta có thể ủng hộ thêm cái nhà tình thương gì đó, chúng ta nên làm thêm cái mô hình mới đi, khác hơn nữa đi. Cái cầu thì nó hơi số lượng hơi nhiều, nhà tình thương khoảng chỉ 50 triệu à, còn cái cầu bây giờ tới 100 mấy 200 nè. Cái thượng tọa có thể hứa khả thêm một cái nhà cũng được à, sắp tới đây cuối năm 2018 nè, bây giờ nửa năm 18 mình làm cái cầu, cuối năm 18 mình khánh thành giao nhà tình thương thì cái này cũng nhẹ thôi, cái cầu nó hơi nặng lắm. Thì xin gọi thượng tọa có thể hứa khả phần này để cho cái địa phương chúng ta thêm cái nhà tình thương cuối năm đó. Thì trước khi dứt lời thì kính chúc tất cả bà con ở đây về nhận quà và về dự lễ hôm nay được sức khỏe dồi dào và thành tựu trên mọi lĩnh vực. Xin cảm ơn ạ. Xin thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ xin chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của thượng tọa Thích Thông Hạnh. Kính thưa quý vị, tiếp theo là đến phần khen thưởng. Nhưng do trời mưa không có mời lên để phát được, do là xin mời đồng chí Ngô Quốc Việt, cán bộ thống kê văn phòng, phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng sẽ công bố danh sách và công bố cái trao cái thư cảm tạ của ủy ban dân phường. Xin mời đồng chí Việt. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân, thì được sự phân công của ban tổ chức buổi lễ, tôi xin công bố định của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh việc khen thưởng đột xuất cho ba cá nhân đã có thành tích tốt trong cái việc xây dựng cây cầu tháng 10 hôm nay. Thì sau đây tôi xin công bố toàn văn quyết định: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh số 2476 Vị Thanh ngày 27 tháng 7 năm 2018 quyết định về việc tặng giấy khen đột xuất của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho ba cá nhân. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013, căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng và nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng, thông tư số 08 ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Xét đề nghị của trưởng phòng nội vụ thành phố Vị Thanh tại tờ trình số 493 ngày 25 tháng 7 năm 2018 quyết định điều 1 tặng giấy khen đột xuất của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh cho ba cá nhân có thành tích đóng góp tiêu biểu trong phong trào an sinh xã hội và có danh sách kèm theo là như sau: phần thưởng kèm theo giấy khen cho mỗi cá nhân là 407.000 đồng, tổng cộng số tiền khen thưởng là 1.251.000 đồng, nguồn kinh phí khen thưởng của thành phố Vị Thanh. Điều 2, chánh văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, trưởng phòng nội vụ, trưởng phòng tài chính kế hoạch, thường trực hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký, ký thay chủ tịch phó chủ tịch Nguyễn Dịch Dũng đã ký. Thì sau đây tôi xin thông qua danh sách ba cá nhân được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng. Thứ nhất là ông Nguyễn Nam Thuận ở khu vực 2 phường 7, thứ hai là ông Nguyễn Văn Đồng ở khu vực 2 phường 7, thứ ba là ông Nguyễn Văn Út ở khu vực 2 phường 7. Thì do lý do thời tiết hôm nay đề nghị các ba cá nhân có tên trong danh sách khen thưởng chúng ta liên hệ với ban tổ chức buổi lễ để nhận giấy khen và phần thưởng sau.
Thì kính thưa các chiến đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con, thì để có được cái cầu 1 tháng 10 như hôm nay, thì trong đó là nhờ sự đóng góp rất lớn của các nhà hảo tâm, nhà các mạnh thường quân đóng góp tiền vật chất để hoàn thành cây cầu. Thì qua đó qua nhân phường cũng có cảm tạ đến các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để ghi nhận sự đóng góp đó. Thì sau đây xin kính mời thượng tọa Thích Thượng Kim, trụ trì chùa Linh Phước, quỹ công nghiệp đứng lên để ủy ban nhân phường gửi cái cảm tạ đối với thượng tọa. Xin kính mời thượng tọa. Xin kính mời ông Trần Thanh Mộng, chủ tịch ban phường trao cái cảm tạ cho thượng tọa Thích Thượng Kim. Phần công bố được khen thưởng và cảm tạ lên hết, xin hết. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các nhà tài trợ và bà con thân mến, cầu 1 tháng 10 hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại giao thương hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Nam Thịnh, đại diện bà con khu vực 2 của phường 7 lên phát biểu cảm tưởng khi cây cầu được đưa vào sử dụng. Xin kính mời ông. Kính thưa các cấp lãnh, các cấp và nhà tài trợ cùng bà con khu vực 2, tôi tên là Nguyễn Nam Thuận, sinh năm 1960, hiện cư ngụ khu vực 2 phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Được sự cho phép của ban tổ chức buổi lễ, tôi xin phép được đại diện bà con trên Kinh Cải Sình, khu vực 2, phường 7 phát biểu cảm tưởng của mình trong buổi lễ khánh thành cầu 1 tháng 10 hôm nay. Đây là công trình chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, chào mừng kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Kính thưa quý vị, thưa bà con, hôm nay bà con nhân dân trên tuyến Kinh Cái Sình, khu vực 2, phường 7 rất xúc động, vui mừng, phấn khởi được tham dự chứng kiến buổi lễ khánh thành cầu 1 tháng 10 khu vực 2, phường 7. Được biết trước đây vào năm 2006, được sự cho phép của đảng ủy và ủy ban nhân dân, sự hỗ trợ của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phường, hội người cao tuổi phường phát động trong phong trào hội đoàn thể hội viên, vận động nhân dân đóng góp tiền vật tư ngày công để xây dựng cầu và đặt tên cầu là 1 tháng 10. Khi cầu hoàn thành đưa vào sử dụng là mơ ước bao đời của nhân dân chúng tôi, đã trở thành thực hiện. Từ đó không còn cảnh các em học sinh phải qua sông bằng xuồng ghe cầu khỉ rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa nước nổi. Cây cầu này đã tạo điều kiện cho chúng tôi đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Tuy nhiên vào thời điểm đó, điều kiện kinh phí xây dựng cầu hạn chế, chưa có kinh nghiệm trong thi công, kỹ thuật xây dựng chưa đảm bảo. Do đó, qua sử dụng nhiều năm, cầu xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được. Vậy là nhân dân chúng tôi lại tiếp tục gặp khó khăn trong việc đi lại, nhất là các em học sinh ngày phải hai buổi qua lại trong thấp thỏm lo âu. Kính thưa quý vị, từ khi có chủ trương của đảng ủy, ủy ban phường 7 và biết thượng tọa Thích Thiện Kim chủ trì chùa Linh Phước, Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang tài trợ cho 150 triệu đồng để xây dựng cầu
qua phát động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phường khu vực 2 vận động đóng góp xây dựng lại cầu 1 tháng 10 khu vực 2. Nhân dân chúng tôi rất phấn khởi, vui mừng và hưởng ứng ít tích cực, đoàn kết vận động nhau đóng góp tiền vật tư ngày công để cùng nhau xây dựng mới lại cầu 1 tháng 10. Hôm nay lại là một lần nữa nhân dân trên tiếng chúng tôi rất đổi vui mừng phấn khởi tham dự buổi lễ khánh thành và tận mắt nhìn thấy cây cầu kiên cố khang trang sạch đẹp trên xóm làng quê hương của mình. Cầu 1 tháng 10 xây dựng đưa vào sử dụng là đáp ứng nguyện vọng của bà con nhân dân trong khu vực 2. Chúng tôi xin hứa sẽ phát huy tác dụng chiếc cầu này sao cho hiệu quả, nhất là trong việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế địa phương, đồng thời có trách nhiệm quản lý, giữ gìn, duy tu, sửa chữa khi có hư hỏng, đảm bảo cầu được phục vụ lâu dài. Cuối lời xin chúc quý vị lãnh đạo và quý đại biểu và nhà tài trợ và bà con sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng kính chào. Xin cảm ơn chú Nguyễn Nam Thuận đã phát biểu những cái cảm tưởng của mình khi khánh thành cầu hôm nay. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, mạnh thường quân cùng toàn thể bà con thân mến, với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, kinh tế của phường 7 ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, sự hỗ trợ của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở thành phố Vị Thanh. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Võ Minh Tâm, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Vị Thanh lên phát biểu ý kiến nhân buổi lễ hôm nay. Kính thưa đồng chí Quỳnh Hữu Kế, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ra mặt trận tổ quốc của tỉnh Hậu Giang. Kính thưa thượng tọa Thích Tông Hạnh, phó ban trị sự Phật giáo kiêm tổng thư ký của hội Phật giáo của tỉnh Hậu Giang. Kính thưa thượng tọa Thích Thượng Kim, chủ trì chùa Linh Phước. Kính thưa tăng ni Phật tử, kính thưa các đồng chí quý bà con. Qua những ý kiến trước tôi đó thì đều nói lên cái ý nghĩa của cầu 1 tháng 10 hết rồi. Ở đây nhân cái dịp mà các thầy Thiện Kim và các tăng ni Phật tử ở xa đến đó, thì tôi cũng xin thông tin một số cái tình hình về cái lịch sử của địa phương gắn với cái cầu này để cho quý vị đại biểu nắm thêm. Có thể vào những năm 1960 đó thì Ngô Đình Diệm đã chủ trương thành lập cái khu trụ mặt Vị Thanh Quá Lụ. Thì khi thành lập cái khu trụ mặt Quá Lụ đó thì có cái chiều ngang là khoảng 4 cây số, chiều dài thì khoảng 7 cây số. Thì trong đó thì có những cái tiếng kinh rạch, thì trong đó có cái rạch Cái Sinh này. Rồi trên rạch Cái Sinh là rạch Cầu Lẫm. Hoặc là mình nói vô phía trong đó thì đó là cái kinh Sáng Hậu vân vân. Thì cái lịch sử như thế thì, do cái điều kiện chiến tranh thì Ngô Đình Diệm quyết định đến ngày 24 tháng 12 năm 61 thì thành lập cái gọi là cái tỉnh lỵ Trương Thiện. Lịch sử Trương Thiện đó, Trương là luật sư Trần Nhân Trương, Thiện thì bà này tên là Thân Thị Thiện. Thì ông Trần Nhân Trương này sống với bà Thiện mới đẻ ra Trần Lệ Xuân. Thì Trần Lệ Xuân là vợ đình Ngô Đình Du, cho nên chính chỗ đó mà Ngô Đình Diệm lấy cái tên cha mẹ vợ của Ngô Đình Du, của em mình, để đặt cho cái tỉnh lỵ này. Cho nên cái thời kỳ mà chiến tranh thì rất là khốc liệt. Lúc đó thì cái vùng này nè, đây là một cái ấp của xã Quá Lụ. Còn cái Vị Thanh thì bắt đầu cái ranh từ cái cầu Lẫm trở ra
giáp với cái phía ngoài Châu Thành ngoài. Lúc đó đó thì chỉ là một ấp thôi, rồi sau này nó chiến tranh cho nên đó là tỉnh ủy Cần Thơ mới chỉ đạo thành lập cái thị trấn Vị Thanh. Thì cái thị trấn Vị Thanh đó thì nó không có cái phần của cái gạch cái sình này, mà lúc đó là cái xã Quả Lụ là cái gạch cái sình này. Ở thì đến tháng 9 năm 66 đó thì mới thành lập được cái ban chấp hành đảng bộ của thị xã. Rồi sau giải phóng năm 75 thì tiếp tục cái thị xã Vị Thanh là còn duy trì đến năm 78. Từ 78 thì lúc đó chủ trương nhập cái huyện Long Mỹ với thị xã Vị Thanh trở thành cái gọi là cái huyện Long Mỹ. Đến năm 82 thì chia cái Long Mỹ ra, cái Vị Thanh ra. Và đến ngày 1 tháng 7 năm 99 đó thì tái lập thị xã Vị Thanh, thì trong đó có cái vùng này. Đặc biệt là đến năm 2010 thì thị xã Vị Thanh được trên công nhận là thành phố Vị Thanh. Và quyết tâm của đảng bộ của Vị Thanh đó thì được tỉnh ủy Hậu Giang chọn đây là một cái trung tâm tỉnh lỵ, cho nên quyết tâm đến năm 2020 đó thì sẽ trở thành cái đô thị loại 2. Kính thưa quý vị, đô thị loại 2 thì cần những cái tiêu chí cao về cầu đường, nhưng mà đây là cái vùng kháng chiến cũ cho nên nó cũng khó khăn lắm. Do đó mà cái việc thượng tọa Thích Thiện Kim vận động được những cái nhà tài trợ ở bên Australia về đó thì giúp cho địa phương, đây là một cái điều chúng tôi thấy hết sức là cần thiết để mà góp phần vào nâng cao cái tiêu chí cái đô thị loại 2 của thành phố Vị Thanh. Tôi xin thay mặt lãnh đạo địa phương rất là cảm ơn thượng tọa Thích Thiện Kim và các tăng ni Phật tử vận động nhà tài trợ để giúp cho địa phương chúng tôi. Và cái qua cái phát biểu của một đại diện của người nông dân đó thì tôi mong rằng là bà con cố gắng giữ gìn thật tốt cái cầu này để chúng ta sử dụng cho lâu dài. Đặc biệt chúng tôi nhìn cái cầu có cái bảng tên là 1 tháng 10. Không phải bây giờ chúng ta mới đặt cái cầu 1 tháng 10. Chúng ta đặt cách đây mười mấy năm rồi, nhưng mà chọn cái tên 1 tháng 10 nó cũng rất ý nghĩa. Bởi vì cái ngày 1 tháng 10 là cái ngày mà chính phủ Việt Nam chọn đây là cái ngày người cao tuổi. Cho nên nó cũng có ý nghĩa trong cái việc mà chúng ta duy trì cái tên cầu cũng như là sử dụng cái cầu này. Một lần nữa xin thay mặt lãnh đạo địa phương rất cảm ơn thượng tọa Thích Thiện Kim và tăng ni Phật tử dầu mưa gió đến dự với chúng tôi và có 50 phần quà tặng nữa, thì đây là cái ý nghĩa chúng tôi vô cùng cảm kích. Một lần nữa tôi xin rất cảm ơn và xin chúc sức khỏe quý vị, xin tất cả, xin ái kính chào. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Võ Minh Tâm, Bí thư Thành ủy thành phố Vị Thanh. Tiếp theo là đến phần tặng quà. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, nhà tài trợ và bà con thân mến, ngoài sự hỗ trợ 150 triệu đồng để xây dựng cầu 1 tháng 10, thượng tọa Thích Thiện Kim còn hỗ trợ thêm 50 phần quà cho bà con nghèo khó khăn của địa phương. Sau đây tôi xin thông báo cái danh sách tượng trưng làm 10 hộ, 12 hộ là bà con lên nhận phần còn lại. Thì sau buổi lễ này bà con liên hệ với ban tổ chức là cũng phát tại đây. Thôi giờ mưa quá xin mời 5 hộ để bà con bước lên phía trước để nhận. Tiếp theo là phần Tết buổi lễ khánh thành cầu để chuẩn bị các ban khánh thành, xin trân trọng kính mời ông Huỳnh Hữu Kế, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Ông Võ Minh Tâm, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Vị Thanh. Ông Nguyễn Việt Dũng, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Vị Thanh. Ông Trần Thánh Tòng, trưởng ban tôn giáo tỉnh Hậu Giang. Thượng tọa Thích Thông Hạnh, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Thượng tọa Thích Thiện Kim, trụ trì chùa Linh Phước, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Thank you.
giản đơn thôi người đừng đánh mất. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái. Quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta.